Bây giờ thì cuộc sống với mẹ con mình ổn chứ? Cũng ổn. Vẫn ổn đúng không? Đấy, như có em giúp đỡ và mấy anh chị với cô bác giúp đỡ, bây giờ đỡ cho bé. Ngày hôm nay lên thăm chị mà gặp ba bé đều khỏe mạnh như vậy thì em cũng rất là mừng. Chúc mừng cho chị. Chú bé con nhá. Bé cười này cả nhà thấy không? Chú bé con nhá. Nha, chú bé nha. Đi về nhá, đi về nhà của chú Trọng nhá. Làm con nuôi của chú không? Hả? Có làm con nuôi chú Trọng không? Ừ, để chú nuôi cho. Bé này là tên gì đây nhỉ? Tên Hiến. Tên Hiến à? Tên là Hiến. Hiến. Ô, sao con của mình mà lại không nhớ là tên gì luôn à? Tại vì nhìn giống nhau quá đúng không? Nhìn giống nhau quá, lúc thì nhớ, lúc thì không. Con tháo cái núm ra cho chú coi. Tháo cái núm, có khóc không? Không. Khóc không? Này cả nhà xem này, ba bé nhìn rất là giống nhau luôn này. Đó. Cái bé con đang bế là tên là gì con? Hiến. Hiến. Ôi ôi, nhìn cưng ghê, con gái. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Trọng rất vui vì đã gặp lại tất cả khán giả ở trong cái video này. Thì bây giờ là Trọng đang trên đường để quay trở lại thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Cái hoàn cảnh này trước đây là khoảng 4-5 tháng là Trọng cũng đã từng chia sẻ lên cho tất cả khán giả cùng xem. Thì chắc là tất cả khán giả còn nhớ về cái hoàn cảnh người phụ nữ sinh ba. Thì lúc đó là chị này là chị là gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì chị sinh một lúc là ba đứa con gái. Thì lúc đó là gia đình rất là khó khăn, chị không có khả năng để nuôi được các bé. Thành ra là chị mới điện thoại cho Trọng rồi cầu cứu nhóm của Trọng với cả Mạnh Thường Quân. Thì nói về hoàn cảnh thì trước đây là Trọng cũng đã quay lên cho khán giả xem rồi. Nhưng mà bây giờ thì Trọng nhắc lại một chút để cho khán giả gợi nhớ về cái hoàn cảnh này. Thì gia đình họ rất là khó khăn thì Trọng cũng quay video cũng chia sẻ lên. Thì Mạnh Thường Quân ở bên Trọng cũng giúp cho gia đình. Bữa giờ là cũng là 4-5 tháng rồi. Dạo gần đây là Trọng cũng hay đọc những cái bình luận của tất cả khán giả. Thì mỗi cái video Trọng chia sẻ lên là có rất là nhiều khán giả bình luận. Thì cứ những lúc nào Trọng rảnh là Trọng đọc. Thì dạo gần đây là Trọng đọc được nhiều cái bình luận mà khán giả nói là không biết là cái hoàn cảnh hiện tại của người phụ nữ sinh ba đứa con bây giờ như thế nào. Thì và nói với Trọng là bữa nào có dịp thì Trọng quay lại Trọng thăm và Trọng cập nhật cho khán giả xem. Ngày hôm nay thì Trọng sắp xếp được thời gian nên là Trọng từ nhà của Trọng vượt mấy trăm km Trọng lên trên này để Trọng thăm lại cái hoàn cảnh người phụ nữ sinh ba, để Trọng cập nhật tình hình cho tất cả khán giả với cả Mạnh Thường Quân đều biết là cuộc sống bây giờ như thế nào. Thì sáng giờ anh em chạy thì bây giờ là anh em cũng đi vào được trong làng của họ rồi. Bây giờ là Trọng cũng đã đi tới trước nhà của cái hoàn cảnh này. Thì bây giờ là Trọng không có nói nhiều nữa, Trọng đi vô trong nhà của họ, Trọng thăm luôn. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhé. Đây cả nhà, thì Trọng cũng đã đi tới trước nhà của cái hoàn cảnh này rồi. Thì lần gần đây nhất Trọng lên Trọng thăm thì chắc cũng phải là 4 tháng á. Thì Trọng cũng đang rất là tò mò, không biết là cuộc sống hiện tại của mấy mẹ con như thế nào. Tại vì mấy bé này sinh cùng chị này, chị sinh cùng lúc với cả vợ của Trọng luôn. Bé của Trọng bây giờ, con trai của Trọng bây giờ là đang là 4 tháng rưỡi. Thì mấy bé ở đây thì cũng 4 tháng rưỡi, 5 tháng. Không biết là cuộc sống của mấy mẹ con bây giờ như thế nào. Để Trọng vào trong nhà luôn. Đây cả nhà, Trọng thấy mấy bé đây. Ừ, chú chào con nhá. Con đang làm gì vậy? Trông em à? Sao em khóc thế? Dỗ em đi, dỗ em đi.
cả nhà xem này, các bé khóc này. Sao các em khóc thế? Mẹ đâu? Mẹ ở bếp. Mẹ ở bếp làm gì? Nấu nước. Mẹ nấu nước à? Dạ. Con còn nhớ chú không? Có. Chú tên gì? Phúc Trọng. À, vậy là còn nhớ chú đúng không? Dạ. Con tên gì chú quên rồi? Con tên Ca Nhãn. Con bao nhiêu tuổi? Con 7 tuổi. 7 tuổi à? Dạ. À, mẹ con đang dưới bếp đúng không? Dạ. Oh, cả nhà xem này. Trời ơi. Bé khóc này. Bé bé này bé khóc để trọng bế trong giữa bé. Cho chú bế em bé nhá. Có cho bế không? Thôi thôi, nín gần. Thôi, nín con. Sao bé khóc vậy? Đói à? Cho bé uống sữa đi con. Thôi nín con. Nín nào. Để trọng xuống rồi trọng xem mẹ của bé đâu rồi. Nằm xích vào. Để trong xuống dưới bếp trong xem nào. Không biết chị làm gì ở dưới bếp mà để cho các con khóc vậy ta? Chị ơi, chị làm gì vậy? Đang nấu nước. Chào chị nhá. Chào chị. Chào em. Vâng. Đang nấu nước à? Vâng. Cho em gài cái này cái. Làm gì mà con khóc ở? Đứng dậy chị để em gài cái này cái. Còn nhớ em không? Nhớ. Em tên gì? Tên Trọng. Vâng, cho em gài cái này nhá. Đang nấu nước à? Các con chị khóc ở trên kia kìa. Đi lên nói chuyện cùng em đi. Nấu nước làm gì đây? Tắm cho một bé. Tụi nhỏ nó đang khát sữa hay sao mà nó khóc kìa. Ăn không bù. Rồi, mẹ của bé lên là bé nín luôn đây cả nhà. Chị đang nấu nước à? Dạ vâng. Nấu nước thành ra là bé kia là bé Trông. Ừ. Tụi nhỏ có đói bụng không? Đói. Nó uống chưa? Chưa. Chưa uống hèn gì nó khóc là đúng rồi. Con qua đây cùng chú nào nhá. Con qua đây. Con nói chuyện cùng chú nào. Con coi chừng ngồi vào em nhá. Chị ngồi xích lại. Chị ngồi xích lại đó để em nói chuyện cùng chị một tí. Nay con có đi học không? Học sáng hay học chiều? Học sáng à? Bây giờ là đang ngồi trong em. Ba bé của chị được mấy tháng rồi nhỉ? Được 5 tháng. 5 tháng. Cả gia đình chị đều khỏe hết chứ? Khỏe. Ba bé có khỏe không? Cũng khỏe. Ba bé này bữa giờ là có hay ốm vặt hay là bệnh gì không vậy? Cũng có. Có ốm vặt. Ba bé là tên là gì nhỉ chị nhỉ, em quên này. Ca Nhín, Ca Hệ, Ca Hin. Ca Nhín, Ca Hệ, Ca Hin. Chồng chị hôm nay có nhà không? Đi làm. Chỉ có mấy mẹ con ở nhà thôi à? Thì tại bữa giờ em không lên đây em thăm chị á. Nên thành ra là các cô chú khán giả bên em đang không biết là cuộc sống của mấy mẹ con mình như thế nào. Thành ra là em mới hôm nay em quay lại em thăm thì xem cuộc sống với mẹ con mình như thế nào. Bữa giờ thì cuộc sống với mẹ con mình ổn chứ? Cũng ổn. Vẫn ổn đúng không? Đấy, như có em giúp đỡ và mấy anh chị với cô bác giúp đỡ bây giờ đỡ cho bé. Vâng. Bữa giờ thì chắc là chị ở nhà trông bé chứ nhỉ? Hay là chị có đi làm công việc gì không? Không. Trông với đứa bé này không có thời gian đi làm. Trông một lúc ba đứa. Nên là không có thời gian đúng không? Trời ơi. Hai bé được bế mà một bé thì đang nằm. Để trọng bế bé này lên nhá, cho bé đỡ tủi thân nhá, cho em bế nhá. Dạ. Có sợ không? Cho em bế bé lên nhá.
cho bé ngồi nói chuyện với khán giả, cho bé đỡ tủi thân. Em mà chưa biết bé nhiều đâu. Ôi nằm nóng quá, ướt hết đầu luôn rồi này. Để chú bế con nhá. Bé ở quê em ở nhà là được 4 tháng rưỡi rồi, được 7 kg. Không biết là bé của chị được mấy kg? Không biết, chắc tầm 5 kg mấy hoặc tới 6 kg. 5 kg mấy. Bế kiểu này được chưa? Bế thế nào cũng được hết. Không, cái này là em chia sẻ thật là bé ở nhà của em cũng ít bế lắm. Tại vì em thấy bé còn nhỏ quá nên là em nhát tay. Chỉ có mẹ của em với cả vợ của em bế không à. Chú bế kiểu này có đúng chưa? Có đúng không? Không biết à? Bé này thì bé em rảnh chưa chị? Rảnh. Có pha sữa các thứ ủng giúp chị chưa? Có. Lúc kẹt mấy đứa bé này khóc thì bảo bé này pha sữa. Bé này là tên gì đây nhỉ? Chắc tên Hiên. Tên là Hiên. Ô sao con của mình mà lại không nhớ là tên gì luôn à? Tại vì nhìn giống nhau quá đúng không? Nhìn giống nhau quá, lúc thì nhớ, lúc thì không. Con tháo cái núm ra cho chú coi, tháo cái núm có khóc không? Không. Khóc không? Này cả nhà xem này, ba bé nhìn rất là giống nhau luôn này. Đó. Cái bé con đang bế là tên là gì con? Hiến. Ôi ôi nhìn cưng ghê con gái. Mấy bé ăn uống được nhiều không chị? Nhiều. Dạo này là mấy bé là còn uống sữa của chị không hay là uống sữa ngoài hết? Không, uống sữa ngoài hết. Uống sữa ngoài hết luôn à? Ừ. Mà mấy bé là ít ốm vặt đúng không? Ít. Thế là cũng khỏe mạnh rồi cũng đỡ nhỉ. Vâng. Trước giờ là có phải đi viện lần nào chưa? Chưa. Chưa. Thế là cũng chúc mừng chị nhá. Cảm ơn em. Mình ba bé như này, chị nãy chỉ nói là uống sữa ngoài hết thì 1 tháng vậy thì hết nhiều tiền không? Cứ 4-5 triệu. 4-5 triệu. À. 1 tháng là hết bao nhiêu hộp sữa? Chắc cứ mười mấy lon, 12-13 lon. 12-13 lon sữa. Chị có ba đứa như này chắc là nhiều lúc chị bế một lúc cả hai đứa luôn mà đúng không? Có bế được một lúc hai đứa không? Có. Đâu chị bế thử bế luôn đứa này cho em xem nào. Xem để em quay cho khán giả em xem là những lúc mà không có ai phụ chị xem là chị bế kiểu gì nhá. Chỉ có hai đứa là nhiều nhất đúng không? Dạ. Có bế được ba đứa một lúc không? Không có. Nếu mà khóc hết ba đứa thì cho ngủ hiện là ba đứa luôn. Khóc hết thì không bế ai hết luôn. À nhưng mà ba đứa đều khóc hết là mình cho ba đứa nằm hết luôn chứ không bế đứa nào cả. Không bế đứa nào. Mẹ của chị hôm nay có nhà không? Đi làm. Mẹ của chị đi làm à? Chồng của chị cũng đi làm luôn. Mùa này là mùa gì chị nhỉ? Mùa cà phê. Cà phê. Thế là chồng đi làm thuê à? Một ngày như vậy thì được bao nhiêu tiền? 250. Một ngày là được 250. Mẹ của chị thì đi hái cà phê ở nhà mình à hay là hái thuê? Hái cà phê nhà. Chắc là bữa đi làm rồi còn bữa thì chắc cũng qua đây phụ chị mà đúng không? Ngày hôm nay lên thăm chị mà gặp ba bé đều khỏe mạnh như vậy thì em cũng rất là mừng. Chúc mừng cho chị. Trọng nói chuyện cùng với mẹ của bé mà bé cười kìa. Bé này tên gì? Gà Hệ. Hệ. Bé ơi. Bé ơi. Bé. À ơi. Trẻ con này nhiều lúc thì nó vui vẻ lắm cả nhà. Nhiều lúc mình kêu nó mà nó không chịu nghe đâu. Tên cu nhà được mấy tháng rồi. Cu của em à? Dạ. Cu của em thì sanh sau chị nửa tháng đó. Bây giờ là cũng 4 tháng rưỡi. Thế khỏe không? Khỏe chị. Nhưng mà hôm bữa thì cách đây tự khoảng nửa tháng thì cũng bị bệnh. Bị đưa đi bệnh viện, lên trên bệnh viện Bảo Lộc. Tại vì bé bị
sổ mũi nặng á, thì là mình lo lắng nên là mình phải đưa lên trên bệnh viện Bảo Lộc. Trên lên trên đây khám thì mới biết là bị viêm phổi, nhưng mà khỏi lâu rồi, cách đây nửa tháng giờ khỏi rồi. Tại vì do thời tiết á, thời tiết nó thay đổi. Thay đổi thời tiết. Vâng. Bé này của chị là trước giờ là không, từ ngày tới giờ về là không bị gì luôn. Dạ cũng có. Mình là bị cái gì? Chị bị ốm nhẹ rồi là... mua thuốc ngoài rồi xuống bệnh viện ngoài. Ừ. Là khỏi luôn. Ừ. Ừ, vậy thì mấy bé của chị cũng khỏe ghê. Tại vì chắc là do cha mẹ của bé là có sức đề kháng tốt nên là sinh con ra thì cũng có sức đề kháng tốt. Nhưng cái đứa trẻ của người đồng bào á, tuy rằng là nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà sức đề kháng rất là tốt luôn. Tại vì hay chạy nhảy ngoài đất cát đúng không? Nên là thấy quen thấy rất là khỏe. Nhìn mưa nắng, dầm mưa dãi nắng có khi không bệnh luôn. Mình là 5 tháng vậy chị cho bé ăn bột chưa? Chưa. Hết tháng này mới cho ăn. Hết tháng này mới cho ăn bột. Ăn. Bây giờ là bé là uống sữa ngoài hoàn toàn 100% luôn. Sữa ngoài. Không uống sữa chị lâu chưa? Lâu. Mấy tháng này? Được chắc 2 tháng. Ngừng 2 tháng. Là chị hết sữa à? Cho uống sữa mẹ thì cho uống sữa ngoài không chịu. À, là nó sẽ đau bụng đúng không? Vừa sữa mẹ vừa sữa ngoài. Là nó đau bụng hay sao? Không quen. Quen uống sữa mẹ rồi không chịu uống sữa ngoài. Tại vì sữa mẹ không đủ nên để bỏ sữa mẹ uống sữa ngoài. Thì gia đình của chị khó khăn tội nghiệp lắm cả nhà. Lúc trước thì trọng thăm thì chị không có đủ sữa để cho các con bú. Chị phải bế bé chị đi chị xin sữa luôn. Nhưng mà cũng may là được các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình nên là gia đình cũng có tiền để mua sữa cho các bé. Một tháng là hết mười mấy hộp? 12-13 hộp. Cả tã nữa thì chắc là một tháng thì chắc là phải bèo cũng phải 6-7 triệu nhỉ? Bé khóc kìa chị, cho bé bú đi. Bé hai đứa vậy có cho bú được không? Nó không có đòi sữa hay là nó làm gì chị? Đòi sữa. Đây em giữ một đứa cho. Đòi sữa, buồn ngủ không? Trọng bế không biết là có biết là có đúng kỹ thuật không nữa. Đúng là bé là đang đói sữa luôn, bé kêu chị cho bé bú cái là bé im luôn. Chú nói chuyện con cười hả? Hả? Bé nằm như vậy không chịu. Bé kêu gì đây? Bé đứng vậy mới chịu. Đứng kia này đây đúng không? Rồi đây chú bé đứng không? Rồi. Nếu mà ngủ nằm mới chịu. Bé còn này đang đứng thêm thì bé đứng mới chịu. Chị của bé có bế được hai đứa một lúc không? Có bế bao giờ không. Chưa? Chưa. Chỉ bế một đứa một thôi đúng không? Con có bế được hai em không? Không. Chỉ biết bế một em thôi đúng không? Chú chú có làm gì con đâu? Nhưng đứa trẻ còn nhỏ như này thì sức đề kháng nó cũng rất là kém. Nên là hồi nãy trước khi Trọng đi vào trong này, Trọng ở ngoài xe là Trọng đã xịt khuẩn tay chân của Trọng sạch sẽ rồi thì Trọng mới vào đây. Tại vì Trọng biết là ở trong này là trẻ con nhiều nên là Trọng có xịt khuẩn tay chân của Trọng sạch sẽ rồi Trọng mới vào. Nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm này, Trọng là người lạ, Trọng bế nhá. Nhá. Chú bế con nhá. Bé cười này cả nhà thấy không? Chú bế con nhá. Nhá, chú bế nhá. Đi về nhá, đi về nhà của chú Trọng nhá. Làm con nuôi của chú không? Hả? Có làm con nuôi chú Trọng không? Để chú nuôi cho. Có chịu làm con nuôi không? Bé cười. Ô chị, trên đầu của bé là có cái gì vậy chị? Vết đất. Từ nhỏ luôn à? Từ nhỏ. Lúc trước em lên trên này là có chưa? Có rồi. Có rồi, đúng không? Ừ.
chắc là em không để ý nhỉ? Dạ. Thế nhà có về nhà chú Trọng không? Chú nuôi chưa? Làm con nuôi của chú nha. Không 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 chịu làm con nuôi, mai mốt lớn lên làm con dâu nhá. Không chịu làm con nuôi, mai mốt lớn lên làm con dâu. Ừ. Có gả không chị? Có gả một đứa cho em không? Có, sợ em không thích. Mai mốt lớn lên gả một đứa cho em nhá. Tại vì sau này bây giờ thì còn đấy, nhưng mà càng gần em thấy là nhiều gia đình là họ càng thích. Ừ, rồi rồi, này các. Xong xong chưa chị, em chà chị này. Nó quậy quá. Chà bé cho mẹ của bé. Rồi, được chưa? Em ăn office. Bé ngủ chưa con? Cả nhà nhìn thấy đó. Ba đứa con cùng một lúc vất vả thế đấy. Trọng ở nhà là chỉ có một đứa thôi mà hai vợ chồng lục đục chạy lên chạy xuống. Ừ rồi rồi chú biết rồi. Nè chú trả con này. Nhiều khi hai vợ chồng cãi lộn luôn. Bé qua chị của bé, bé là bé im ở cả nhà. Thì bé chị đến nghiêng vậy đâu sữa nó đâu còn ra nữa đâu. Chị nghiêng lên một tí nữa sữa mới ra chứ. Đang buồn ngủ à? Đang buồn ngủ mà ra sữa không chịu buông, khóc. Mấy đứa này nó có hay quấy chị không? Có. Ban đêm nó còn quấy như ngày trước không? Cũng có lúc quậy, có lúc không. Bây giờ là mấy giờ mấy đứa này nó ngủ chị? Cứ lúc thì ngủ sớm, cứ 7-8 giờ ngủ. Lúc thì 9-10 giờ mới ngủ. Ngủ là ngủ hết luôn đúng không? Ngủ là ngủ hết. Nói chung là thấy ba đứa con của chị khỏe mạnh như vậy là em cũng mừng, chúc mừng cho chị. Còn sao thế? Sao bé cứ la hoài thế? Nó bú mà không có sữa đó, chị nghiêng lên một tí nữa cho nó có sữa đi. Là nó không la. Thế là lấy cái bình kia. Lấy cái bình sữa kia không? Này đúng không? Rồi, tới luôn rồi, một lúc tới ba đứa khóc luôn rồi cả nhà. Y như là mình đang ở trong cái bệnh viện mà đang ở trong cái khoa sơ sinh. Lúc đưa vợ đi sanh em bé là xung quanh toàn là em bé khóc như vậy. Nãy giờ thì mấy bé khóc nên là chị mới dỗ cho mấy bé đến rồi. Bây giờ thì Trọng hỏi thăm chị một tí nữa. Thế thì hoàn cảnh của chị bây giờ là còn khó khăn không? Hay là đỡ hơn chưa? Hay là như thế nào? Bây giờ hoàn cảnh của chị cũng còn khó khăn. Thế là chi tiết như thế nào thì chị cứ miêu tả rõ cho em. Hoàn cảnh của chị bây giờ cũng còn gặp khó khăn. Tại vì nuôi ba đứa ở nhà. Nên không đi làm được. Chỉ một mình chồng đi làm. Thế là có nhiều con mà chị không có đi làm được đúng không? Chỉ chồng chị đi làm thôi. Thế thì hôm trước là cách đây mấy tháng đây là em với cả Mạnh Thường Quân thăm chị rồi giúp cho chị mấy chục triệu đấy là chị nuôi mấy bé. Bữa giờ là còn không? Số tiền đấy còn không? Còn. Còn bao nhiêu? Còn 20 chị gửi tiết kiệm. 20 triệu chị gửi tiết kiệm. Chị gửi tiết kiệm như vậy thì tiền đâu mà chị để mua sữa cho các bé à? Chồng chị đi làm rồi đủ xài 2-3 hôm đủ mua sữa và tả. Có lúc thì vừa hết thì lại có người tìm thì chồng đi làm rồi thay nhau như vậy. Đỡ. Sao chị lại gửi tiết kiệm? Mai mốt
chị không biết ở đâu tìm, ốm bị ốm đau mới bé. À, nghĩa là chị để dành để lỡ mà không may mấy bé mà có ốm đau gì thì ấy đúng không? Lần gần đây nhất là cách đây khoảng 4 tháng Trọng lên có lên thăm chị. Lúc đấy là cái lần cuối cùng em lên thăm thì Mạnh Thường Quân giúp cho chị bao nhiêu nhỉ? Em nhớ là 20 mấy nhỉ? 29. Ừ, 29 triệu thì Trọng cũng không có nói với chị gửi ngân hàng đâu. Trọng cũng dặn chị là giữ số tiền đó thật kỹ rồi để dành lo cho mấy bé. Nhưng mà chị chắc chắn hơn là chị đem gửi đi 20 triệu rồi. Thì để số tiền để chị còn đề phòng lỡ mà bé có bệnh. Thế là bây giờ là tiền mua sữa mua tã hàng ngày của mấy bé là ở đâu? Có ai giúp chị nữa không hay là như thế nào? Cũng có bên trong xóm này giúp đỡ cứ một lon hai lon à. Rồi chồng đi làm rồi có tiền mua sữa. Thế là hiện tại bây giờ là ở trong trong nhà mình luôn này, bây giờ là chị có tiền không hay là không có tiền? Bây giờ là trong nhà còn bao nhiêu? Trong nhà không còn, không còn luôn à? Thế thì mai mốt hết sữa thì lại tiền ở đâu mà mua? Thì có chỗ đi làm thì đi làm tiếp, nếu không thì xin với họ rồi trả sau. À, ý là chồng của chị là đi làm là người ta sẽ trả rồi mình sẽ mua luôn, còn không thì xin với họ rồi mình sẽ trả sau. Xin là mua chịu người ta đấy đúng không? Ngày hôm nay Trọng quay lại đây thì như chị nay thời chị chia sẻ đây thì cả nhà xem, cả nhà cũng thấy là hoàn cảnh của chị thì tại vì trước đây Mạnh Thường Quân bên Trọng cũng giúp, nhưng mà đối với cái số tiền đó mà để nuôi ba đứa trẻ mà chị lại gửi vô trong ngân hàng 20 triệu để tiết kiệm, để chị để dành để mai mốt đề phòng con cái thế kia, thì tính ra là chị con cái tuy mới khỏe mạnh nhưng mà chị cũng còn rất là khó khăn. Nên là ngày hôm nay thì Trọng lên trên này rồi thì Trọng cũng sẽ trao cho chị một cái món quà của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng. Thì sao con khóc hoài thế con? Buồn ngủ à? Như cả nhà nhìn thấy là cả nhà thấy rồi đó. Bây giờ là em sẽ trao cho chị một cái món quà nhá. Bây giờ là Trọng sẽ cùng với Mạnh Thường Quân giúp cho chị một số tiền nữa để chị lo cho các bé. Bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền 4 triệu. Số tiền này của một Mạnh Thường Quân bên Trọng tên là chị Nguyễn Thị Thúy. Thì chị Thúy, chị có gửi cho Trọng một số tiền và nói với Trọng là đi thăm những hoàn cảnh khó khăn thì trích ra mỗi hoàn cảnh một ít để giúp đỡ cho họ. Thì nói về cái hoàn cảnh của chị Ca gì nhỉ em? Ca Hoàng. Chị Ca Hoàng. Đối với hoàn cảnh của chị Ca Hoàng thì khán giả xem video từ trước tới giờ chắc là khán giả đã biết rồi. Thì nhà cửa thì gia đình chị Trọng thấy rất là khó khăn, nhưng mà đặc biệt là có ba đứa con. Thì nên là ngày hôm nay thì Trọng trao cho chị số tiền là 4 triệu. Số tiền này là của chị Nguyễn Thị Thúy. Trọng cảm ơn chị Thúy vì đã đồng hành cùng với Trọng để giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Em trao cho chị Hoàng 4 triệu nhá. Để chị mua sữa cho các bé. Chị cảm ơn em và nhóm của em và tất cả các cô chú anh chị em ở Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em, gia đình chị như vậy. Chị không biết nói thay vì lời cảm ơn. Chị rất cảm ơn rất nhiều các cô chú, các anh chị và các em. Chị cảm ơn rất nhiều. Thì cái số tiền này trao cho chị thì để chị mua sữa, mua tã cho các bé. Thì xíu nữa rồi quay phim xong thì em sẽ chở chị đi ra ngoài thị trấn này rồi mua sữa cho các bé luôn. Như chị nói là một tháng bé cũng phải tầm 12-13 lon sữa đúng không? Thì tí nữa mình ra mình mua sữa cho các bé luôn nhá. Thì chắc là bây giờ thì em cũng xin phép là em kết thúc cái video này tại đây. Thì Trọng cũng cảm ơn tất cả khán giả vì đã dành thời gian xem cái video của Trọng và quan tâm và nhớ đến hoàn cảnh của chị Ca Hoàng, người phụ nữ sinh ba đứa con. Thì như Trọng đã nói là Trọng sẽ luôn luôn cập nhật tình hình những cái hoàn cảnh mà Trọng đã từng giúp cho tất cả khán giả cùng xem. Thì những khán giả đang xem video ở đây muốn Trọng thăm những cái hoàn cảnh nào thì cả nhà có thể bình luận ở đây, thì Trọng sẽ đi thăm lại những cái hoàn cảnh mà Trọng với cả Mạnh Thường Quân từng giúp để xem cuộc sống của họ hiện tại bây giờ như thế nào.
Thì cảm ơn tất cả khán giả đã xem video nha. Khán giả nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho Trọng nhé. Thì em chào chị Hoàng nhé. Chị chào chị, các cô chú. Chị chào các em và các cô chú và anh chị em và các bác đã giúp đỡ cho gia đình chị nhiều như vậy. Dạ. Chị không biết phải nói như thế nào thay lời cảm ơn. Chị cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vâng, phải là con cảm ơn các anh chị cô chú. Chị phải nói là con chứ không phải là chị. Chị xưng với em là chị sẽ nói là chị, đúng không? Em nhỏ hơn nhưng mà chị nhỏ hơn các cô chú ở đây là chị phải kêu là con. Thì tại vì chị không biết, đúng không? Tại vì chị Hoàng là người dân tộc thiểu số. Chị là người dân tộc gì? Dân tộc Mạ. Dân tộc Châu Mạ. Thành ra là chị không có biết nhiều, nên là mong các cô chú khán giả xem video cũng thông cảm nhá. Thì bây giờ là có ba bé ở đây thì sao mà chờ mấy bé đi, mình đi mua sữa được đây ta? Bé này ở nhà giữ ba em được không? Hàng ngày là có khi nào bé giữ ba em ở nhà chưa? Chưa. Chị em mình đi chắc tầm gần một tiếng đấy nhỉ. Ừ. Thì con ở nhà giữ các em nhá, cho chú đi mua nhá. Chú đi mua với mẹ hay là con đi với chú? Cho mẹ ở nhà giữ các em đi, con đi mua cùng chú nhá. Nhá. Đi không? Học lớp mấy rồi? Lớp 2 đúng không? Thì bé rất là ngoan luôn cả nhà. Thì đi, bây giờ hai mẹ con tính đi thì một người sẽ đi cùng với Trọng nhá. Thì Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này. Chào tất cả mọi người. Thì bây giờ là Trọng đang đợi chị Ca Hoàng, mẹ của bé, là đang chuẩn bị đồ đạc rồi Trọng chở mẹ của bé này đi. Còn với cả mẹ ai đi chợ cùng chú? Mẹ đi đúng không? Thì đây là Trọng mà đi quay sơ qua cái nhà của bé. Đi cùng chú nào. Quay sơ qua cái nhà của gia đình để cho khán giả biết được là hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Mấy cái đống đất này là ba mẹ con đổ làm gì đây? Không biết. Không biết à? Trọng nghĩ là chắc để san ra để cho nó không có bị ngập nước ra cả nhà. Mưa to là ở chỗ này nó ngập đúng không? Không. Có ngập nước không? Không. Không ngập à? Sao chú thấy ở đằng kia nó bị đất nó bị sình kìa? Đi dắt chú vào trong nhà xem nào. Đây là cái nhà của gia đình, là đang là cái nhà ván này cả nhà. Trước thì Trọng cũng quay rồi, nhưng mà Trọng quay lại một lần nữa cho cả nhà xem để cả nhà biết rõ hơn về hoàn cảnh. Đây này cả nhà, ở trên này thì là nhà tôn này. Trên nóc này là đang là nhà tôn. Thành ra là nếu mà ban ngày thì nó sẽ rất là nóng, nhưng mà ban đêm thì chắc rất là lạnh luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.